56. Phan Thị Yên, 81 tuổi. Hiền lành, thật thà, nhân đức, tâm lượng bao la, lòng luôn luôn thứ tha, chưa hề giận tức. Lực tự gắng sức chẳng rời, giảng sanh linh hiển, độ con cháu tinh tiến tu niệm trọn đời. Bà Phan Thị Yên sinh năm 1914, nguyên quán tại chợ Cái Dầu, Định Yên, Lấp Giò, Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Phan Văn Diên, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Tý. Bà đứng thứ út trong gia đình có 7 anh em. Khi đến tuổi thanh xuân, bà kết hôn với ông Lưu Văn Tôn, làm chức hội đồng đương thời, sinh được 9 người con, định cư tại Thới Bình, Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ. Gia đình bà sinh sống bằng nghề ruộng. Tính tình của bà rất chân thật, hiền từ, nhẫn nại mọi khó khổ. Thuở trẻ, bà vốn là một trang tiểu thư khuê môn Đài Cát, được song thân rất mực thương yêu. Đến khi đã làm dâu, làm mẹ, do vì cha mẹ chồng cùng với các em chồng quá khó, nên bà đã trải nghiệm thân phận của kiếp nhân sinh là giàu đến đâu, quyền thế cách mấy, rồi thì nỗi khổ đau cũng chẳng hề nể nang, tha thứ bất cứ một người nào. Năm 1945, có lần thầy về thuyết pháp tại Vĩnh Trinh vào ngày 17 tháng 5. Cả gia đình từ lớn đến nhỏ đều được đi nghe, riêng bà phải ở giữ nhà. Bà khao khát muốn được tham dự, nhưng vì phải nhường cho mọi người, nên tủi thân bà ngồi một mình bật khóc nức nở. Nhà của bà nằm trên tuyến đường giữa Bò Ót và Vĩnh Trinh, chỉ cách một con sông nhỏ. Khi buổi thuyết giảng hoàn mãn, chiếc xe bốn bánh màu nâu chạy ngang qua cửa nhà của bà thì bỗng nhiên dừng lại. Bà thấy thế liền bơi xuồng riết qua. Khi đến gần thì thấy thầy mở cửa kính ra, đưa tay lên vẫy chào. Bà quá mừng, đôi bàn tay run run chắp lại ở giữa ngực rồi cúi đầu xuống. Trong khi ấy, chiếc xe màu nâu kia từ từ lăn bánh rồi dần dần khuất bóng hẳn sau hàng cây. Lòng bà trào dâng niềm vui vô hạn, và dấu ấn kính tín tam bảo đã in sâu vào tâm khảm của bà từ dạo ấy. Những tháng ngày sau đó, bà cùng chồng đồng tâm chung ý nghiên tầm kinh kệ, rộng làm phước thiện, cứu giúp người nghèo, nhất là xuất của bố thí gạo tiền nhân những dịp lễ lớn hàng năm. Khi các con đã lớn khôn đều an bề gia thất, chỉ có cô gái út trường chai sống hạnh xuất gia, hành nghề đông y, hoạt động cho các cơ sở từ thiện, mỗi nửa tháng mới về thăm bà một lần. Hôm nọ cô về thăm bà, anh trai thứ 9 và chị dâu đều đi ruộng. Thấy bà nằm trùm mền, hỏi ra mới biết bà bị bệnh mà sáng nay chưa ăn uống gì cả. Có rộng con cá lóc bà định nấu cháo, cô bèn đem cá ra làm thịt, nhưng bà ngăn lại. Thôi con ơi, con ăn chay, con đừng có làm. Cô đáp, không sao đâu má ơi, để con làm cá nấu cháo cho má. Lát sau, khi bà ra ngoài đi vệ sinh, thấy cô ngồi khóc, bà hỏi, bộ con bị đứt tay rồi hả con? Cô đáp, dạ không có, tại đập đầu nó, thấy nó giãy tê tê, con sợ, con run, tội nghiệp nó quá mà con khóc, chứ con không có đứt tay. Bà nghe xong, bèn bước đến gần lấy tay dò đầu của con gái của mình rồi an ủi. Thôi, con đừng có buồn. Má chuyến này má hết bệnh, má sẽ phát tâm ăn chay luôn cho tới chết, để con khỏi phải sát sanh nữa. Con đừng có buồn. Vài hôm sau bà hết bệnh, cô cùng bạn đồng tu liền làm lễ phát nguyện trường chay đúng vào ngày 18 tháng 5 năm 1980. Lúc đó bà 66 tuổi. Quyển Khuyến Thiện của ông Vô Danh Cư Sĩ là quyển sách gối đầu giường mà bà ưa thích nhất. Bà nghiền ngẫm từng chữ, từng câu trong đó
và chăm chỉ gắng sức thực hành theo. Công khóa thường nhật của bà là ba thời lễ niệm. Dù công việc có bận rộn cỡ nào thì phải niệm ít nhất là 10 tràng chuỗi trở lên, không để cho dưới. Bà có người con trai thứ tư là môn đệ thuộc hệ phái Lưu Linh. Thỉnh thoảng chú đi nhậu, tối về thấy bà đang ngồi niệm Phật trong mùng thì lấy tay nắm kéo bà ra, nghiêng tới nghiêng lui, rồi chú lựa nhựa từng câu từng tiếng. Má niệm Phật, bộ má sợ muỗi hả? Ra ngoài ngồi chứ không được ở trong mùng nghe chưa? Niệm Phật thì phải hành xác chứ. Bà vẫn tươi cười, ung dung vỗ tay vào đầu chú, chẳng lộ vẻ giận tức bực bội gì với ông thần nước mặn này cả. Quả thật là lúc nào cũng tràn trề tha thứ, dùng từ ngôn dạy chỉ lẫn nhau, mặt mày vui vẻ một màu, mực đường khó sánh ngọt ngào lời phân, chịu cay đắng dồi mài chánh đạo, hẹn một đời trực đáo Tây Phương, vua lòng tay tự cầm cương, thắng con ngựa Ý trên đường xa xôi, không mỏi dạ trước ngôi Phật điện, chẳng lãng tâm khi niệm Di Đà, huệ lòng ắt được trổ hoa, đạo màu sẽ đắc Phật tòa được lên. Vật báo quý giá tiền phải mắc, đạo cao siêu công đức cho dày, chớ nên tu niệm sơ sài, lòng mong đạt được phép tài thần tiên. Bị khảo đảo không phiền không chán, gặp chông gai chẳng ngán chẳng ngao, sòng nâu cứ dạng một màu, gương lòng thường được chùi lau không rời. Năm 1994, một hôm cô Út cùng với người bạn đồng nghiệp cũng là bạn đạo là cô Năm Ngời về nhà thăm bà. Cô Năm thỏ thẻ với bà: "Bác ơi, con nằm chiêm bao, con thấy bác được về cõi tiên." Bà nói: "Không con ơi, về cõi tiên vẫn còn sanh tử luân hồi. Bác nhất quyết nguyện sanh về cực lạc, chớ không về cõi tiên. Dù cõi tiên có đem xe đến rước, bác cũng không đi. Bác nhất định là về cực lạc." Vào khoảng đầu tháng 3 năm 1995, cô Út về thăm nhà, bà nói: "Hổm rày, má sao ăn thì cũng được, mà ngủ thì không được ngon. Đâu, con xem mạch cho má coi có bệnh gì không?" Khi chẩn mạch xong, cô Út cho bà biết: "Tháng 5 năm nay, nếu má phát bệnh thì má bỏ xác đó, má liệu lượng mà ráng niệm Phật." Bà nói: "Con biết coi mạch, nói thì má tin. Thôi từ đây má buông bỏ hết mọi thứ, má nhất tâm niệm Phật, má cầu vãng sanh Tây Phương." Từ đó, bà chuyên tâm trì niệm trong khi sức khỏe lần hồi suy kiệt. Các con đòi đưa đi bệnh viện, bà không chịu. Các con đòi chích thuốc, bà cũng không cho. Bà chỉ uống nước cúng Phật và giấy vàng. Phần đi đứng thì vẫn bình thường, công phu lễ bái vẫn duy trì như mọi khi. Đêm rằm tháng 5 năm 1995, cô Út ngủ chung với bà. Đang nằm, cô đưa tay sờ lên bụng của bà, bất giác cảm xúc trào dâng. Bởi do vì nghề nghiệp lương y, cô tiên lượng rằng giờ phút phân ly giữa mình và mẹ dường như sắp sửa cận kề trong gang tấc. Cô không cam tâm chấp nhận cái bầu hạnh phúc con còn có mẹ bỗng dưng vụt khỏi tầm tay. Cô cố nén cho lệ chảy ngược vào tim, nhưng rồi cũng phải bất lực. Giây lát sau bà hay được, bà vừa rầy cô và vừa an ủi, đại để như vậy: "Sao con tu lâu rồi mà con còn dở quá? Xả bỏ tấm thân tứ đại dơ bẩn bất tịnh, mình sẽ có kim thân, tức là cái thân chân thật, như thay một chiếc áo cũ rách hôi dơ bằng bộ y phục nhung lụa sang quý. Vậy thì có gì hân hạnh và vui sướng hơn?" Cuối cùng bà đọc mấy câu thi: "Sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dày gió dạng sương. Phật đài phượng phất mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu. Từ bi oai lực nhiệm sâu, độ con thoát chốn ưu sầu trần ai." Bà còn nói thêm: "Má còn thuộc nhiều lắm, nhưng chỉ nhắc lại cho con nhớ 6 câu này thôi." Qua hôm sau là ngày 16 tháng 5 năm 1995, cô Út hỏi bà: "Má bệnh mà má thấy trong người má khỏe không?" Bà đáp: "Không khỏe con ơi." Cô hỏi tiếp: "Má niệm Phật từ đó tới giờ mà má biết thời gian chừng nào má bỏ xác không má?"
Bà đưa lên ba ngón tay rồi nói, 3 ngày nữa má đi. Cô năm người đứng bên cạnh sợ bà nói sảng, liền hỏi, bác ơi, bác nói 3 ngày nữa bác đi, mà bác đi đâu? Bà trả lời, 3 ngày nữa Phật rước bác đi về Cực Lạc. Chú Tư bên cạnh nghe xong liền cất tiếng hỏi bà, má nói ngày 19 má đi, mà má đi lúc mấy giờ? Bà đáp, má đi đúng giờ ngọ. Cô Út mới hỏi, má có biết hôm nay là ngày mấy không má? Bà đáp, biết, bữa nay là ngày 16. Cô Út lại hỏi, má có biết ngày 18 tới là ngày gì không? Bà đáp, ngày 18 là ngày đại lễ. Ngày đó các con đừng có cho má ăn uống bất cứ thứ gì, cũng đừng kêu, đừng hỏi gì hết. Chỉ nhiễu nước cúng cho má thấm giọng thôi, để má nhất tâm, má niệm Phật. Cô Năm xen vào, bác về Phật, bác có dặn dò gì không bác? Bà Ôn Tồn chậm rãi trả lời, 2 con ở lại, ráng lo tu, chị em hãy nhường nhịn với nhau. Cô Năm lại hỏi, rồi bác có phát tâm gì không? Bà nói, quần áo chỉ đem theo 3 bộ thôi, còn bao nhiêu để lại bố thí hết. Đem theo chôn dưới đất uổng lắm. Qua hôm sau, cô Út mời chư đồng đạo đến hộ niệm cho bà. Đồng đạo đến, thấy sức khỏe của bà còn quá tốt, nên có vị hỏi, thấy bác còn sỏi quá, như vậy làm sao 3 ngày nữa đi Út? Cô Út đáp, tôi cũng không biết, quý vị cứ hộ niệm giùm đi, sợ nhiều khi không có đồng đạo ủng hộ tôi, sợ tôi xúc động rồi tôi niệm Phật không có được vững tinh thần. Bà đã nói như vậy thì thôi, quý vị ráng ủng hộ tôi đi, chứ tôi cũng không biết ra sao nữa. Khi mọi người niệm Phật thì bà nằm im, nhép môi niệm theo. Thường thì bà nhắm mắt lại, lúc nhễu nước vào môi bà mở mắt ra. Hộ niệm suốt 2 ngày đêm, bà con thân thuộc và chư đồng đạo khá đông. Đến đúng 11 giờ 50 phút, môi bà đang nhép bỗng từ từ dừng lại, nhẹ nhàng ra đi về thế giới an lành. Nhằm ngày 19 tháng 5 năm 1995, bà hưởng thọ 81 tuổi. Qua hơn 8 giờ hộ niệm thêm sau đó, thì thấy gương mặt bà hồng hào, sáng đẹp, miệng như mỉm cười, các khớp xương mềm mại, đánh đầu ấm nóng trong khi toàn thân đều lạnh. Khi báo tin sắp sửa ra đi, tối hôm đó bà kêu chú Tư và chú Chính lại. Hai chú quỳ trước mặt bà bật khóc nức nở. Chú Tư sám hối, má, má ơi, má tha thứ cho con. Khi má giảng sanh rồi, con sẽ cố gắng lo tu. Bà mỉm cười, lấy tay vò đầu của chú và đưa cho chú Tư một sâu chuỗi trường 108 hạt. Còn chú Chính thì sâu chuỗi tay 18 hạt. Hai sâu chuỗi mà hằng ngày bà thường dùng. Xong rồi, dịu dàng từ tốn dặn dò, 2 con ở lại, hãy ráng lo tu hành, để sau này mới gặp được má. Má về Cực Lạc rồi, má sẽ độ các con tu hết. Từ đó hai chú dứt hẳn rượu chè, cùng cả gia đình vợ con trường chay tu hành, mạnh mẽ trong các việc phước thiện suốt mấy mươi năm nay. 7 tuần thất trôi qua, người cháu ngoại của bà tên là Ký Thanh Vũ, 25 tuổi, trong lòng thường ôm nỗi hoài nghi. Không biết ngoại mình ra đi như vậy mà có được giảng sanh hay không? Hôm nọ, anh đến bàn vong thắp một nén hương khấn nguyện với bà, mong cho có cảm ứng điềm gì đó để anh trọn đời tinh tấn tu hành. 3 hôm sau, vào lúc trưa anh nằm mộng thấy bà đứng trên tòa sen màu hồng từ trên cao hạ xuống. Nhưng gương mặt bà không già mà lại rất trẻ, y phục giống Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thần tướng to lớn cực kỳ xinh đẹp, hào quang tỏa sáng nhiều màu rực rỡ. Anh vô cùng vui mừng reo lên, ngoại, 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 ngoại về thăm con hả ngoại? Bà mỉm cười liền nói, cháu đã cầu xin với bà cho cháu thấy, để cháu có niềm tin cháu tu. Hôm nay bà về đây báo mộng, bà đã được giảng sanh rồi, thôi cháu hãy ráng lo tu hành. Anh chạy đến gần bà, thì bà từ từ giọt lên cao rồi chợt biến mất sau một áng mây lạnh. Khi tỉnh giấc, anh rất phấn khởi, cõi lòng tràn ngập niềm vui. Hăng say kể lại cho mọi người nghe, rồi cùng tất cả vợ con đồng phát tâm trường chay niệm Phật tu hành.
thuật theo lời Lưu Thị Diền, con gái út của bà và đồng đạo năm người.